Chúa yêu con mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vô về năm tháng đời con, tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào, một tình yêu vô biên, một tình yêu. Xa xôi ngày tháng đêm trôi, yêu thương như nước suối dòng, mặn nồng như làn hơi hôn, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa dẫn dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con liên ban, nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương bên, vòng tay thương bên. Đời con Chúa êm trôi, êm trôi, Chúa dẫn dìu con luôn luôn không vui, con Chúa cùng đi con không đơn côi, tôi tìm tuyệt vời. Em như làn gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời, nguyện cầu cho đời con mãi giữ tròn lời hứa trung niên, một đời con xin thật yêu. Chúa là người ôm mẹ hiền, chọn đời con nương thân, chọn đời con nương thân. Chúa dẫn dìu con luôn luôn không vui, có Chúa cùng đi con không đơn côi, tôi tin tuyệt vời. Bao la tình Chúa yêu con mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vô về năm tháng đời con, tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào, một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương, trọn đời con chọn đời con nương thân, một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban,
phúc ân tràn lan, tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiến Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thân thank you.
khi nước chúng ta vừa đi chúng ta vừa hát xa chợt lễ và để trẻ và đến đây bây giờ thì chúng ta đã bắt đầu tổ chức lời Chúa chúng con về chúng ta ban hành một ngày nhân ngày ba lời
bạn, xin mẹ chuyển cường cho chúng ta, che chở cầu nguyện cho chúng ta là ban thầy chúng ta những loa hương này để chúng ta học tập lấy để chúng ta cùng ban hương chúng ta đặc biệt trong những lễ trước những ngày buổi của buổi đêm hôm nay là Chúa mời gọi chúng ta hãy chiến thắng của Thiên Chúa là vua của tình yêu là đấng cứu rỗi ngài dòng lòng tha thứ tội lỗi của chúng ta và chia sẻ Thank you.
xin nhân bằng đó. Vậy tôi nói cho các ông nghe, trên trời cũng thế, ai đến sẽ vui mừng về một người đổ lỗi tâm tâm xã hội, hơn là sẽ vui chính người không chính không quản ngoài xã hội tâm tâm. Còn người cũng là một người đổ tâm, mà chẳng hay đến một tầm, và có các đèn, rồi nước nhà, mọi thứ gì cho kỳ được, tìm ra đâu đây nữa. Cũng thế, tôi nói cho các ông nghe, giữa chiều là kinh chúa, ai đến sẽ vui mừng, một lời bỏ lỡ trong năm sáng hồi. Đó là lời xưa. Lời xưa quý vâu, lời nghe xưa. Thế thì đồng lương khoảng 6 tâm viên thì đi ngay từ tăng trưởng bên này. Và chúng ta thấy hôm nay chỉ có 2 anh tôi chưa đấy. Nhưng mà chẳng có được bảo vệ của người chia sẻ. Đó là anh. Bởi vì chỉ có 2 anh một bàn chủ đề là bàn sản thì các thương lương của chúng ta chủ đề rồi có thể sản thì có thể làm không? Và chúng ta nếu chúng ta sinh hành ngày hôm nay giữa 2 lễ chúng ta lễ hè sở ly và chủ nhật thứ 24 chủ nhật thứ kia thì thấy anh em tôi cho là tặng phẩm hội hồng xanh. Nhưng mà tại các thương lương chúng ta hôm nay nghĩ ra thì sao thì biết sẽ tặng phẩm hội hồng trắng. Tại sao phẩm hội hồng trắng bởi vì chúng nhà thờ nhận rất nhiều những mẹ sở đi thì đều khác ác chứ là hôm nay cho nên cũng cha ở đâu chúng ta sẵn phòng 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 cầu trắng để sức ngày về giáo tiếp thầy có một điều ba đó là không biết tại sao nó sẽ tìm gặp gần một rất nhiều thì cũng là cảm xúc nhất là nó phải không biết những gì đồng hương không biết tại sao sự thương của mình hay là người con thân hương lại nhận rất nhiều mẹ sở đi và con thầy hay không? Như chúng thế thì nhận mẹ là mình giúp, tức là lúc nào mẹ cũng giúp ta bỏ hơi bỏ lúc. Còn đức mẹ lên trời, chúng ta luôn là đức mẹ sẽ lên trời, chúng ta đều lên trời như mẹ. Rồi cái thần chữ như mẹ thì chúng ta cũng trả được là mình nhớ ở bên mình. Nếu nhìn lên tâm hạnh của mẹ thật sự rất là khó cho cái cảm nhận của một quan thầy của giáo xứ và nhận như vậy. Tin chắc là sao chúng ta có lý do của các ngài nhận khi nhận đức mẹ sở y rất nhiều đức mẹ sở y là quan thầy giáo xứ chúng ta rất nhiều. Chẳng ai dạng gì bỏ 99 con chiên để đi tìm cho được một con chiên. Như vậy thì tính kinh tế mà chúng ta đang đi làm hôm nay thì Chúa quả là một người không biết tính toán. Nhưng Thiên Chúa ví cái việc tìm con chiên giống như chúng ta biết trở về với Ngài. Nói như vậy thì chúng ta quay lại cái chủ đề mà chúng ta mừng lễ đức mẹ sở y hôm nay. Chắc hẳn trong chúng ta có một lý do đặc biệt, đó là chính cuộc đời của mỗi người chúng ta có một sự tương quan với bầu nhiệm của đức mẹ hay tương quan với bầu nhiệm của đức mẹ trong suốt cuộc đời của mẹ khi mẹ sống ở trần gian. Bởi vì nếu chúng ta thuộc kinh đức mẹ sở y, chúng ta thấy được rằng suy niệm từ khi chúng ta chuyển đi cho đến khi đức mẹ đứng dưới chân Phật giáo, bảy sự vươn khó của đức mẹ diễn tả cả cuộc đời của đức mẹ, nhưng diễn tả đời đó cho chúng ta thấy mẹ vẫn hiên ngang bước theo Chúa Kitô. Chính vì vậy mà cha ông chúng ta muốn nhận mẹ để nói lên rằng chúng ta nhận ra mẹ cả cuộc đời trần gian của chúng ta từ khi sinh ra cho đến khi được Chúa gọi về. Chắc hẳn cuộc đời của mỗi người chúng ta ngày hôm nay khi sống ở phố này cũng như các vùng lân cận, chắc hẳn chúng ta cũng gặp biết bao nhiêu sự khó trong cuộc đời, khó khăn về kinh tế, khó khăn về gia đình, khó khăn về sự tương quan khác nhau. Nhưng chắc hẳn chúng ta cũng gặp biết niềm vui ở trong đó mặc dù có sự khó khăn. Ơn mẹ của chúng ta như thế, đứng trước sự khó khăn khi đón nhận lời truyền tin để có thể nói lên tiếng xin vâng, mẹ cũng phải đắn đo, cũng phải suy nghĩ. Chúng ta được thành công, có những thành công hôm nay chúng ta cũng đã phải trải qua những bao nhiêu sự khó trong đời. Chính vì vậy mà chúng ta luôn cảm nhận được rằng ở đâu có Chúa, ở đâu có mẹ, chúng ta luôn có sự đồng hành của các mẹ. Với những niềm tin của những người con xa quê, chúng ta quy tụ về đây không chỉ nói lên tỉnh đồng hương, tỉnh
cầu cho những người thân yêu đã ban yêu cho chúng ta. Chính vì vậy, bản trang chủ đề nói lên trong đầu lễ hôm nay để mời gọi chúng ta nhìn về quê hương, nhìn về mái nhà xưa của chúng ta tại quê hương mình. Và điều đó để chúng ta cảm nhận dù sống ở nơi đâu, chúng ta vẫn có một quê hương. Bản hát mà chúng ta vẫn nhớ, vẫn đọc: cây có tổ, chim có mật, con người có tổ tiên. Vâng, đây hôm nay chúng ta không chỉ đến đây gặp nhau và cùng nhau tạ ơn Chúa cầu nguyện cho tổ tiên của mỗi người chúng ta. Tổ tiên của chúng ta, các bạn đã trao tặng chúng ta một đức tin, để rồi nhờ đức tin đó chúng ta được trưởng thành ngày hôm nay. Thì nhờ đức tin đó chúng ta cũng được mời gọi trao truyền cho anh chị em và chúng ta gặp gỡ ở mọi miền và những nơi chúng ta sống, sinh sống trong cuộc sống hôm nay. Vậy xin Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria, người mẹ luôn vững vững trong mọi biến cố bao nhiêu cuộc đời, sẽ nên đỡ gìn giữ chúng ta, gìn giữ từng gia đình chúng ta, gìn giữ cả quê hương chúng ta, để một ngày kia chúng ta hãy cùng bên mẹ gửi vinh quang lên Chúa. Một thiên thương Thank you.
Chúa đã
những người còn sống như những người đã qua đời. Xin Chúa ban ơn bình an cho mỗi người chúng con và xin nhớ đến các linh hồn tiền nhân đã ân ban cho mỗi người chúng con và Chúa đã bảo ta khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết trong mỗi người những người sống lại như vậy. Xin chúng người đây chị em chúng con đang nghỉ trong ngày hôm qua sau này và người đời đặt tổ tiên ông bà cha mẹ đồng bào những tổ chức con đã đi dần trong tiền thương của Chúa. Xin cho hết cả những bà của anh cha tôn nhân Chúa. Chúng con này sẽ giúp đứng sau tất cả chúng con được đồng hồ sự sống đời đời cùng với chính Đức Maria Thánh Thiên Chúa các thánh thư xe và trong năm của chính như các thánh tâm đồ và đoàn thể các thánh sức đạo số con hòa thượng đài và cùng với các bạn chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Xin nhờ người với người và cho người mà con dây chữ và đi qua đều đi về Chúa là cha bằng thân trong sự thiên của Chúa nay và đến muôn đời. Amen. Vâng lạy Chúa cứu thế và cho thế giới người dạy chúng ta sang người chính đạo. Được hy vọng hồng phúc và ngày tương lai của Chúa Giêsu Kitô thật cứu độ chúng con. Xin đừng cho tôi chúng con nhưng xin chỉ để đức tin của hội thánh Chúa. Xin nói thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trên con thời. Amen. Lạy Thiên Chúa, nơi dân xoa đôi trần gian, cũng cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Chúa. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa ở nhà con. Như xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ làm mạnh. Lạy Chúa, xin làm cho sức mạnh của Thi Thiên này tràn ngập chúng con cả hồn lẫn xác, để chúng con không còn sống theo như tàn khi tự nhiên, nhưng luôn theo ơn thánh thần hướng dẫn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con mời Ngài cha an toàn chúng con đã được mời. Kính thưa quý cụ, cộng cùng toàn thể quý khách, hôm nay chúng con rất vinh được trở ra để được tham gia thì bình phước đã có chút thời gian quý báu về đây để nhận thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện các bậc tiền nhân, những người còn sống và những người đã qua đời, đặc biệt cho tất cả những thành viên trong gia đình chúng con là những người xa quê trong ngày lễ mừng kính đưa
tại Việt Nam mà Kim Hai Cha vẫn dành thời gian quý giá đến để dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng con. Chúng con không biết lấy gì để đền đáp công ơn và chỉ biết xin Chúa ngày ban cho ban cho Hai Cha nhiều sức khỏe khổ sát để tiếp tục sứ vụ của mình. Và hiện trong thánh lễ này chúng con xin tạ ơn và tri ân cha bề trên quý cha quý thầy và cụ giáo sư Tăng Lộ đã cho phép chúng con để được cử hành thánh lễ hôm nay. Chúng con cũng không biết nói gì hơn hết lòng cảm tạ và tri ân Thiên Chúa yêu thương gìn giữ và ban cho các ngài nhiều hơn lần phẩm chất để tiếp tục chức vụ của mình. Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, chúng tôi chân thành cảm ơn Thiên Chúa lòng quảng đại không còn ngày từ sáng xa thôi đã về đây xung họp dân lên Chúa ngày Maria lời cảm tạ tri ân và thăm hỏi lẫn nhau. Điều này đã làm cho ngày họp đồng hương của giáo xứ giáo nghĩa Việt Nam ngày càng thêm sinh động và bền vững hơn. Vậy chúng tôi ngày họp mặt của chúng ta ngày càng có giá trị phước và Hai Cha để tỏ lòng biết ơn xin Hai Cha đón nhận. Trước khi dừng lời, chúng con xin chúc Hai Cha quý hộ của bộ giáo xứ luôn mạnh khỏe cả đời thân Thiên Chúa và mẹ Maria. Sau khi lễ, chúng con kính mời Hai Cha cùng chúng khách cùng toàn thể mọi người về nhà quê tôi 52 Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình để dự chung vui cùng anh em chúng con. Chúng con xin hân hạnh được đón tiếp. Và dù xe, kính thưa quý khách, quý ông bà, chị em, anh chị là quý ông thân nhân đồng hương của giáo xứ giáo nghĩa của miền Nam thân mến, hôm nay cũng là một cái niềm rất là hạnh phúc đối với anh em chúng tôi đây và cũng là lần đầu tiên được về đây để được thánh lễ cầu nguyện cho anh em xa quê bán anh em xa cô lãng biển gần tôi vào đây nhưng mà thấy tất cả mọi người chúng ta người đất khách quê người nhưng mà cũng có một cái tinh thần liên đới. Đó là một cái điều đáng mừng và xin Chúa qua cái tinh thần này để chúc mừng và chúc lành cho tất cả chúng ta để cái tinh thần đó ngày càng thêm phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Và hôm nay cũng là cái ngày rất là hạnh phúc cho anh em chúng tôi và về đây thì chúng con cũng xin một lần nữa xin cảm ơn cha bề trên quý cha quý thầy quý một phần phục vụ giáo xứ Cát Lượng và cảm ơn là quý khách cùng với cả thể cộng đoàn và xa quê chúng ta hiện diện tới đây. Một lần nữa xin Chúa ban ơn chúc lành trả công của đồng trò mỗi người chúng ta và xin Chúa đồng hành với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, trong xin Chúa ban sức khỏe và bình an cho công việc được mọi sự tốt đẹp. Và lần nữa anh em chúng tôi xin cảm ơn và xin với chúng ta xin Chúa ở đây và chào mừng chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em. Chúa trên anh chị em và
Xin được hân hoan vui mừng chào đón quý cha cùng toàn thể quý vị đến tham dự bữa tiệc hội đồng hương giáo xứ giáo nghĩa trong buổi trưa ngày hôm nay. Và có lẽ rằng lời nói đầu tiên thì cho phép chúng con xin được thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi đến quý cha, quý vị cùng toàn thể quý vị quan khách một lời đón chào đầy thân ái và trân trọng nhất. Nhiều những năm tháng hội đồng hương giáo xứ giáo nghĩa chúng ta được duy trì và hoạt động, và tính đến ngày hôm nay thì cũng đã là được 5 năm. Và có lẽ rằng trong thời gian đó thì có thể nói rằng hội đồng hương giáo xứ giáo nghĩa của chúng ta cũng đã gặt hái được những thành tựu thành công nhất định. Và những kết quả đó cũng là những sự cố gắng, nỗ lực, cầu nguyện, góp công, góp sức của rất nhiều của những thành viên trong hội. Và ngày hôm nay cũng là để kỷ niệm mừng ngày hội đồng hương, chúng ta họp mặt tề tự quây quần bên nhau để chia sẻ, thăm hỏi những lời bên nhau. Thì ngay bây giờ chúng con xin được trân trọng kính mời cha Đa Minh sẽ cùng lên sân khấu để cùng có đôi lời phát biểu cũng như là làm phép của anh. Và ngay bây giờ chúng con xin được trân trọng kính mời cha, và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay. Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn ban điều hành. Cũng mừng sinh nhật 5 năm và 5 tuổi, một cái dịp rất là đặc biệt. Hôm nay thì có lẽ chúng ta cũng dành cho nhau rất là nhiều những cái lời chúc mừng tốt đẹp rồi. Bây giờ đến giờ thì rửa đũa rồi, chúng ta sẽ tiếp tục để trong bữa ăn hôm nay được vui vẻ. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc hội đồng hương của chúng ta ngày càng phát triển tốt đẹp ở nơi phồn thịnh này. Chúng tôi cũng chỉ có biết cầu nguyện cho tất cả mọi người và xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Xin chúng ta vỗ một tràng pháo tay nữa để chúng ta chào chúc chúng ta. Vâng, và xin một chút chúng ta cùng xin Chúa chúc lành cho của ăn và chúng ta cùng nói chuyện trong bữa tiệc này. Xin cảm ơn và chúng ta đọc buổi kinh lạy cha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Vâng, xin kính chúc chúng ta cùng bữa liên hoan cùng mọi người và chúng con. Bờ vai ai mang vác tấm hàng, mồ hôi tuôn rơi những tháng năm hao gầy, vì tình yêu thương con cha đánh đổi. Chạy buồn thâu đêm đi tuyến sơn La Thái Bình, có những ngày mùa đông lạnh thấu nhưng cha vẫn chưa về. Mẹ cười nhưng con biết mẹ lo lắng. Cha ơi, xuân chỉ về khi con nghe thấy tiếng xe quen thuộc. Tuổi thơ ơi nhớ lắm bánh cay theo tôi lớn khôn. Mãi là người con thay đổi.
có những ngày mùa đông lạnh thâu nhưng cha vẫn chưa về. Mẹ cười nhưng con biết mẹ lo lắm cha ơi. Xuân chỉ về khi con nghe thấy tiếng xe quen thuộc. Tuổi thơ ơi nhớ lắm bánh trôi. Gần yên xa thôi, loan báo tiếng ơn cho khắp nhân trần. Người đã như tôi, từng thua xa xôi, chưa ngó bầu trời. Nào ai có biết tôi đã từ đâu dẫn đến trong đường ơi. Chúa đã thương tôi, nên có nơi tôi đã ngạt chút mắt bay lên người. Yeah.
lần, nhưng mà cái tình cảm vẫn còn thiếu lắm. Nên là nhiều anh em cho một ý kiến là chúng ta sẽ họp thêm một ngày nữa, đó là ngày tuần châu lươn của giáo sư Giáo Nghĩa. Nên là xin mọi người chúng ta cùng ủng hộ tinh thần để chúng ta thêm một ngày nữa vào ngày châu lươn của giáo sư Giáo Nghĩa. Mọi người xin ủng hộ. Cũng cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Thế thì cũng qua lời của anh Hoàng là trưởng đoàn, thì thực ra thì từ bản thân con đây thì cũng thấy là lấy tình cảm của những người xa quê của giáo sư Giáo Nghĩa chúng ta vào trong Việt Nam lập nghiệp, tình cảm rất là nhiều, nhưng cái sự gắn bó là cảm thấy là chưa có đủ. Thế thì con cảm thấy năm nay là một năm cảm thấy là rất là nhiều sự gắn kết, một sự hạnh phúc rất là nhiều, và cũng sự hiện diện của Trang Phúc có mặt ngày hôm nay. Thì đây là những cái tình cảm và tâm tư của cá nhân con thôi, chứ con cũng dám nói là của cộng đồng. Thì cũng ý tưởng của con thì cũng muốn là được nhận Trang Phúc là một cha linh hướng, là một người cha trưởng đoàn của những người con xa quê trong vùng miền Nam. Thì con cũng được xin mời cha lên có được những cái lời giáo huấn. Và trước nhất thì cũng xin có lời cảm ơn tất cả tới anh em các gia đình đồng hương tại quê hương miền Nam chúng ta đây. Với cái tinh thần mà như anh em vừa trình bày là muốn có được một năm hai lần xuyên hoa với nhau, chung gặp gỡ với nhau, và không những chia sẻ với nhau trong đời sống hàng ngày và nhất là trong đời sống tinh thần, thì tôi thiết nghĩ đây cũng là một trong những cái điều kiện rất là tốt để chúng ta chia sẻ với nhau. Quê hương là chùm thế ngọt, bây giờ chúng ta xa quê hương thì chúng ta có anh em gắn bó với nhau, đấy cũng là một trong những cái ý kiến rất là hay. Còn riêng về phần mà như anh Tiếc vừa nói thì xin nhận làm linh hướng thì tôi cũng sẵn sàng chia sẻ, bởi vì linh mục chúng tôi thì cũng chẳng có cái gì cả, và như thánh nhân Thê-rô nói là chúng tôi chẳng có cái gì cả, có cái này cho anh em, đó chính là cái tình cảm, đó là những cái lời cầu nguyện thôi. Thì nếu mà mọi người sẵn sàng thì tôi cũng xin mọi người có lòng thì tôi cũng có dạ. Tôi cũng xin được chia sẻ cùng gắn quát trong cái tinh thần với tất cả mọi gia đình. Đấy cũng là những cái lời thân tình chân thành nhất. Xin một lần nữa cảm ơn và xin chúc mừng, và cũng hy vọng rằng là một năm chúng ta có hai lần gặp gỡ nhau cũng là điều kiện tốt để xin mời chờ và đi đến toàn thể, đúng không ạ? Cái tình cảm yêu ái, dù chúng con là những người ở xa nhưng luôn luôn có cha bên cạnh, và hy vọng là chúng ta cũng cầu nguyện cho cha và cha cũng cầu nguyện cho chúng con nhiều hơn nữa để hội đồng hương chúng con ngày càng gắn kết, mang lại những hữu ích cho mỗi người, cho cộng đồng. Và để tiếp nối chương trình thì con xin mời chú Tài sẽ tham gia. Tôi, cho tới bên đồi tâm hồn.
Cháy ra Chúa như nguồn nước tràn hòa. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi.